mấy anh em nào mà đang làm nhà yến mà cần tiếng yến gọi hoài, với lại tiếng yến gọi trong nhà thì cũng như là tiếng hoài là gọi bầy anh em, còn tiếng trong nhà gọi là tiếng ru ngủ anh em. Thì Thuận có hai bài, bài đầu tiên là tiếng gọi bầy ở bên ngoài, thì Thuận cho anh em nghe thử chèn nhạc, anh em cần thì lấy bản này sẽ không bị chèn nhạc nha anh em. Xong anh em kéo qua đến phút thứ hai để nghe bài gọi ngủ, gọi ru ngủ ở trong á, hay còn gọi là gọi trong nhà anh em. Hãy liên hệ số điện thoại 07 08 25 27 99 để nhập chuẩn để được tư vấn thêm.